Ủa là la, dim sum đồng giá 48k đâu đã vậy ta? Bao xét chứ đâu, bao xét này mới tăng trên đường Trần Hưng Đạo khác thẳng với chi nhánh Nguyễn Chi Phương. Đây, menu mới lại 48k, ăn bàn kế bên cho có sinh nhật nè, được tặng bánh kem, bánh bao xinh ghê luôn á. Bây giờ tôi nói má tôi để tôi tháng 1 rồi, trong lúc đợi đồ ăn á thì tôi sẽ uống trà đá với trà bông cúc của quán. Trà nào cũng ngon xuất sắc luôn, quán đặc biệt có sai tới bà Ngư ăn cùng nè. Đầu tiên là xíu mại bà Ngư, đi ăn dim sum thì phải order gia vị cũng bánh chán chứ nhỉ. Ở đây á thì mấy chị nhân viên sẽ làm tại chỗ cho mình coi, con mà đã đói lắm rồi nè, phần gia vị thì có đậu hành, dưa leo rồi cuộn với da thịt rất là ngon luôn. Phần còn lại thì tôi xào với sợi hủ tiếu mềm bản to, lại định cơ xương xương mà ra như đây, ăn đã luôn. Còn em tôi nó ác ghê, không có bẻ đô mà xịt phun sốt phim sa của Minion. Bánh bao ngon lắm nha, lớp kim sa béo béo, lại bài ca mai giảm cân. Ở đây được cái bánh bao nào cũng xinh hết. Hú, bánh cuốn nhầm vịt là ngon nhất, chấm với tương đen đúng bài luôn. Phần hủ tiếu thịt vịt còn lại thì xào với ớt chuông rồi giá, rất là đậm đà thấm vị. Tàu hủ kiên xúc dừa hà là món mà lúc nào tôi cũng gọi khi mà đi ăn dim sum đó. Do quán đang đồng giá một số món 48k hết tháng này nên phải tranh thủ đi liền. Chân gà tàu xì không bị bở, mềm mềm. Mấy đứa em tôi nó ăn hết bánh cuốn rồi chừa cho tôi có cái cuối cùng này coi, tức ghê chưa. Nói chung là tôi khá hài lòng với chất lượng đồ ăn của ngày hôm nay vì vừa đa dạng lại rất là mờ lem. Ví dụ như là bánh trứng Tây Ban Nha, cũng không hiểu sao quán Hoa lại có bánh trứng Tây Ban Nha, kết cấu cầu kỳ nhưng vị giác thì rất là ngon. Không gian quán cũng rất là rộng rãi nữa nên mọi người có thể dắt gia đình hay tụ tập bạn bè đều rất là ok. Tranh thủ khuyến mãi đi ăn cuối năm thôi. Bye bye mọi người nha. Kia có Jack Xuân Sa, về đây có nhà có em có hát cả ăn tẹt ca nạn ngon. Hay dẫn mấy bạn yêu đi ăn hát cả Minh Ký nữa bên quận 5. Nu nè, mua phần tập cẩm 32k cho lẹ nha. Quán bán ba mà sao không mở bữa sáng cho em order ăn sáng trời. Kỳ ghê, bán ba nướng phần thịt nêm nếm đậm đà, phần vỏ giòn rụm nhưng có riêng em vẫn mê mấy loại truyền thống hơn. Việc ở đây còn có bán ba mai quế lộ, nghe lạ ghê chưa, bộ bánh ở đây khá thơm và mềm ăn không có bị ngán. Đây nè, bán ba sô cô la, phần nhân cũng nhiều so với phần vỏ. Bánh xếp hình như là best seller hay sao mà tôi thấy chân một núi sẵn luôn. Bán ba kim sa nhân còn nhiều hơn vỏ. Miếng tương ớt rồi thêm nước tương, ăn với xíu mại, viên nào cũng ú na ú nần. Ở bánh không quá dày mà bên trong còn có nhân thịt với nấm mèo. Ăn xong tôi chở con mèo của tôi đi mua pate nè mọi người ơi, lại tốn tiền cho nó rồi, nhà hết pate mất tiêu. Cái con quỷ mèo này nè, mỗi lần ra đường nó trốn biệt tâm biệt tích luôn. Lại cân bằng cho em thì đi về uống cà phê ha. Tiệm này hồi lúc chỉ là một tiệm bánh thôi mà giờ mở rộng thành quán cà phê. Kiểu mỗi sáng mà cô đơn quá hay leo qua đây cà phê một mình. Ở laptop ra chắc mèo cũng yên tĩnh lắm luôn. Trời ơi cái giọng của tôi thấy ghê quá. Thôi bye bye mọi người nha.